Lời đầu tiên mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ chương trình chào chị. Chào anh Hoàng, chào cộng đồng mạng. Rồi chị tự giới thiệu bản thân mình luôn đi, chị cho biết tên cũng như tuổi của chị luôn nè. Dạ, em tên là Cẩm Hằng, Dương thì Cẩm Hằng. Sinh 1973. Dương Thị Cẩm Hằng sinh năm 1973. Dạ. Rồi, vậy là dạ. Vậy là nhỏ tuổi hơn mình ha. Rồi dạ. Xin phép gọi bằng anh em đi cho nó dễ trò chuyện nha. Dạ. Rồi Cẩm Hằng đến từ đâu? Em ở Sài Gòn. Sài Gòn. Tân. Ở quận Bình Tân. Dạ. Rồi Cẩm Hằng nè, Cẩm Hằng có cho phép chương trình sử dụng hình ảnh của Cẩm Hằng để đăng lên mạng xã hội không? Dạ có. Mọi khiếu nại sau này của gia đình cũng như bản thân Cẩm Hằng yêu cầu mảnh ghép yêu thương, tháo gỡ bỏ video là không được. Dạ. Cẩm Hằng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm lời nói của mình. Dạ, em hoàn toàn chịu trách nhiệm ạ. Rồi, hiện nay hôn nhân gia đình của Cẩm Hằng như thế nào? Em ly hôn 15 năm rồi anh. 15 năm? Dạ. Hai người được bao nhiêu người con? Dạ, em có hai đứa con. Một đứa gái thì 28 tuổi, đứa trai 22 tuổi. Vậy cũng lớn hết rồi ha. Dạ. Chia tay nhau 15 năm nay rồi, Cẩm Hằng có quen được mối tình nào khác không? Dạ có anh. Nhưng mà không có, chung ra là không có thật vậy đó. Giống như là qua đường với anh. Ừ, giống như qua đường hả? Nhưng mà dạ. Cũng có đến, vẫn có đến với nhau đúng không? Dạ có. Ừ. Bao nhiêu lâu mới cảm thấy không hợp? Nói chung ra là anh cũng thương mình lắm nhưng mà anh không có thích làm ăn. Cứ chờ tiền nước ngoài về để xài không mà chán quá nghĩ. Không mua làm ăn. Chứ chờ tiền nước ngoài về xài không rồi chán rồi nghỉ dạ. Chơi luôn. Dạ. Chán rồi nghỉ luôn ha. Dạ. Mà chờ ừ. Tiền nước ngoài là bên ai, bên ảnh hay là bên Cẩm? Bên ảnh á, bên ảnh có nước ngoài, ảnh có nhà cửa ở đây nhưng mà chờ tiền nước ngoài sống không mà thấy mình không thích sống tiền của người khác, mình thích tự làm ăn vậy đó. Ừ. Dạ. Rồi hiện nay Cẩm Hằng ở quận Bình Tân là nhà của mình luôn hay là nhà của ai? Đây nhà của em ạ. Có giờ hiện tại Cẩm Hằng đang sống sinh sống với ai? Em sống với hai đứa con. Rồi Cẩm Hằng cao bao nhiêu? Em lùn có 1m53. 1m53 cân nặng? Dạ nặng 60 kg. 53 cao 1m53 nặng 60 kg. Dạ cũng hơi béo một chút hả? Tròn vo rồi chứ không có béo. Tròn vo luôn hả? Giống đọc bánh tét vậy đó. Rồi hiện nay Hằng làm công việc gì? Lúc trước em buôn bán quần áo, sau này cũng bán chậm quá nghỉ ở nhà chơi. Đang bán quần áo bán chậm quá thôi nghỉ bán ở nhà chơi luôn. Dạ cũng giống như cái anh quen đó, cảm thấy chán quá thôi nghỉ anh chơi. Anh mới quen đây mà ảnh nói chung ra là gia đình ảnh cũng khá giả nhưng mà không biết lo làm ăn nên thôi mình nghỉ chơi. Nghỉ chơi rồi ngoài cái mối tình đó ra còn mối tình nào khác nữa không? Còn ha, còn nè, cái này còn nè, nói đi.
bạn bè thôi à, chứ không có mối tình gì trơn anh ơi. Người ta nói chung là người ta cũng quen mình, ta cũng tính lợi dụng này kia, không cũng thích mình Ừ. là mình là từ từ chó khéo, mình không có quen ai hết trơn á. Lợi dụng Người ha, ta có thể cụ thể cái chữ lợi dụng được không? lợi dụng dụng lợi dụng cái tiền gì? bạc, À, tiền bạc cứ chưa chân mới quen cái mấy ngày rồi hôn mượn nghĩ tiền mẹ. Tình cảm mà không thích liên quan tới tiền bạc đâu. rồi nghỉ chơi tiếp, Nghĩ chơi tiếp. nghĩ Tại hồi xưa mình cũng gạt nhiều quá nên giờ mình cũng có kinh nghiệm. ở nhà giờ ở không rồi làm công việc gì? Nội trợ hả? Ra nội trợ nhà lo cơm nước cho con hai đứa con. Có cháu chưa? Dạ chưa, trời ơi, mong cháu mà nó không chịu lấy chồng. Ủa, hai đứa con gái luôn hả? Một gái một trai anh. Ngoài cái công việc cơm nước cho con cái nhà ra, có đi đâu chơi, có làm công việc gì khác không? Dạ không, em thích ở nhà. Ở nhà hả? Hồi đó còn buôn bán thì mà mở mắt ra rồi tới giờ đi bán thì xách xe dọc ra chợ bán xong rồi về nhà đóng cửa cứ vậy thôi, chứ không có quen biết ai hết. Không thích la cà sớm anh ơi. Rồi ăn có cái ưu điểm khuyết điểm gì Ưu điểm khuyết điểm hả? điểm Ưu điểm khuyết điểm thì nhiều, của mình á, cái điểm mạnh điểm của mạnh của mình là thích buôn bán làm ăn. mình Ở đó mình cũng buôn bán cũng hai mươi mấy năm. thích mua bán làm ăn. Vậy tại sao giờ không thích nữa, giờ nghỉ chơi rồi ở nhà luôn? Để tìm chồng rồi tính tiếp. À, có nghĩa là để cho quẩn quải có thời gian tìm chồng xong rồi mới tính đúng không? Dạ. Rồi đó là điểm mạnh, rồi điểm yếu là cái Điểm yếu hả? Điểm yếu hay nhẹ dạ với lại nhõng nhõng nhẽo ha, cái cười hả nhẽo. hả 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 Dạ. ví dụ như nhẹ dạ là sao, có bị gạt lần nào chưa, Bị gạt hoài anh ơi. cụ thể một cái sự bị gạt coi. Giống như mình chơi với bạn bè cái mình tin tưởng cái nó mượn xe mình cho nó mượn cái nó đi luôn. Đi luôn, Dạ. cái đó là bạn bè hay là bạn tình? Không, bạn bè thôi đó. Đã có bị bạn tình gạt lần nào chưa? Nói chung nó gạt là không có ai gạt mình hết trơn, tại vì mình lớn hết trơn rồi không phải mình còn nhỏ nữa đâu. Có nghĩa là bị bạn thân chơi chung với nhau gạt mất chiếc xe. Dạ. Với mắt laptop, mắt tùm lum hết trơn đó em ơi. Còn mắt vàng nữa. Sao mất được? Thì nó than nó khổ kêu mình cầm chiếc lắc đi cho nó mượn, mình thấy gì mình thấy này kia của mình cũng cầm chiếc lắc hết mấy chục triệu cho nó mượn, cái nó là nó cho Nghỉ chơi mượn nó không chặt, à, nó nghỉ chơi mình luôn. nó nặng cho tiền mình đưa rồi ai mà trả lại ghê Rồi, không. ghê quá Bạn trên mạng đó. rồi. Bây giờ còn còn nhẹ dạ không, còn tin không? Giờ không, giờ không tin ai hết trơn, giờ mượn mượn tiền là xù ra liền Ồ, à. vậy là tôi thua rồi, tôi tính than than thử coi coi có thương hại cho tôi mượn không ăn Tết. Kiểu kiểu này thì thua rồi. Rồi bây giờ Hằng nè, hôm nay Hằng gọi đến mảnh ghép yêu thương để nhờ mảnh ghép yêu thương nhờ mảnh ghép yêu thương đăng mình lên để tìm cái nửa mảnh ghép còn lại của cuộc đời, phải không? Dạ.
Rồi bây giờ Hằng muốn cái anh đó độ tuổi khoảng bao nhiêu? Độ tuổi nói chung là cũng cỡ 65 trở xuống anh ơi, 65, 65 đến bao nhiêu? tới 52 53 á. 65 tới 52, 53. Rồi. Dạ không thích nhất. Rồi, cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu? Hồi đó ông xã mình cao 1m7 và anh đó cũng nói chung ra là đừng ở dưới 1m6 được Ủa sao mình tròn quay mà mình muốn người ta phải cao? tại Là tại sao? người cao anh ơi. À, thích người cao ha. Mình cũng giống như là một cái quả bóng vậy ha, tròn quay giống như quả bóng mà muốn kiếm một anh giống như cầu thủ ha. Không phải, nói chung ra là tại mình ăn ăn nhiều ngủ nhiều đó, nó tròn. Ăn nhiều ngủ nhiều hả? cái Dạ đó cái đó cũng là cái điểm mạnh đó, sở không phải, tại vì mà thích phải mình ở nhà không có làm cái gì, tối ngày ăn với coi tivi hoài, cái chán coi ăn với ngủ. đi ngủ à? Thì sao tao không nghỉ chơi nó đi, tao đi ra ngoài tao làm việc gì? À, em tính qua tới mà em mới tới tìm. Dạ. Rồi bây giờ hồi nãy giờ là độ tuổi, chiều cao, cân nặng. Rồi bây giờ công ăn việc làm nè, công ăn việc làm nhà cửa của anh đó thì như thế nào? Chung ra là anh nó cũng phải có nhà anh ơi. Có nhà. À, tại vì anh chứ không em có nhà nhưng mà con gái em nó 28 tuổi rồi, nó cũng có, nó không chịu có chồng. Mình rước ông này kia về kỳ lắm, mình Đúng đi rồi. ra vô nó đụng mặt á, nó kỳ lắm mà mình không thích, nó con gái cũng không thoải mái nữa, nên nó em còn nhà này thì nhà cũng vẫn là của em cũng chưa có cho ai hết, mình có cũng có chồng mình đi tới đi lui vậy đó. Cũng như muốn qua có chồng mà anh đó có nhà để mình đi qua đi lại vậy ha. Dạ. Nhà ở quận Bình Tân rộng không Hằng? Dạ bị ngang 5 m, dài 10 10 hồi lúc trước là dài 14 15 m anh, giờ nó chặt vô hết 3 m để nó mở lộ á. Còn có 11 m thôi. 11 11 đến mấy. Cũng ngon rồi, ở Sài Gòn mà ở thành phố Hồ Chí Minh mà bề ngang 5 mét, bề dài 11 mét, mình cất lầu lên nữa là ngon rồi. Dạ. Đất trên đó giờ mắc lắm á. Cũng không có mắt đâu anh, Ở trong hẻm hay ngoài đường? em đang mở lộ, Đang em mở cũng lộ thích. rồi. Dạ em cũng ngay đường tỉnh lộ 10 á. Ồ, vậy là ngon rồi, sau này mua bán đâu được rồi. Nhưng mà muốn có chồng đi theo chồng anh ơi, Muốn để đi mình lên. lo buôn bán chứ giờ ước chồng về đây không, nó nói chung ra là cũng không sao, nhưng mà mình thấy khó chịu, mình con gái mình nó không được thoải mái, mình không muốn. Vậy là muốn đi theo chồng ha. Dạ Rồi. mình đi qua đi lại vậy đó chứ không phải mình đi luôn. Rồi Dạ Hằng muốn anh đó là người vùng miền nào? đừng có người miên được rồi. Đừng có người Miên là được rồi hả? Dạ Là người Campuchia ha. dạ Đừng có là người Campuchia được rồi ha. Dạ, yeah. Anh Linh Hoàng người gì? Ai? Người người nào được? Em cũng lai Tàu đó mà em không biết nói tiếng Tàu anh. Người Lào, người Lào á. À, Lào hả? Em không biết cái tiếng Lào anh. Bển học rồi biết. Em nói chung em chậm tiêu lắm. Buôn bán thì mà em giỏi thôi chứ còn bên nó nói học tiếng người em không có quen anh đây. Rồi bây giờ còn anh đó có muốn anh đó có nói là anh đó rượu chè chút chút được không, hay là cà phê thuốc lá gì được không, mà mình nói rõ ra luôn để các anh ta né ta tránh. Nói chung ra là em không có ngại mấy chuyện đó, muốn hút anh cho hút, muốn muốn uống rượu anh cho uống rượu, muốn đánh bài anh cho đánh bài, anh cho đi luôn.
Cái gì hả, muốn cái gì cho nấy mà cho đi luôn phải không, nghỉ chơi luôn á Nói cái đánh bài là em không có thôi chứ còn rượu chè là vô tư anh. ha, Không có rượu rượu chè thì cho vô tư. có luôn, rượu chè Nhưng thì mà cho vô tư, còn bài bạc thì thôi ha. nhưng mà Đó anh cho thì để cho các anh biết, để các anh nào mà có thì né, còn các anh nào không có thì nhào vô kiếm ăn. Hằng có thích hát, có thích ca hát nào không? dạ có Có luôn, ở nhà có đi hát em với nhau được ở không? nhà dạ không em khoái lắm mà bữa em thấy anh quay chị gì đó chị đại với số đó rồi cái em có coi cái em biết cái địa chỉ của chị mà tính qua anh chỉ cái chơi mà xa quá em làm biến. Có thích thích hát mà thích hát dòng nhạc gì? Em nhạc gì em cũng chơi Nhạc gì cũng chơi luôn hả? hết. Đâu bây giờ chơi chơi đại bản nhạc nào đi, yêu thích tặng quý vị khán giả cũng như tặng cho cái anh chàng chuẩn bị đến với cuộc đời của Hằng á. Em không nhớ bài anh ơi. Chơi liên khúc, chơi bất chấp Chơi đi. luôn. Anh chơi bài bài gì ta? Hay bài tỏ tình đi. Rồi tỏi tình, xin mời. Rồi, 1 2 3 vô. Sao anh bỏ ra đi? Em nào có tội tình gì? Sao anh bỏ ra đi? Em nào có lỗi lầm gì? Sao anh bỏ ra đi? Để em thương nhớ hoài ôm kỷ niệm buồn lên mấy nẻo đường tình anh biết không không nhớ lại anh Rồi thôi vậy được rồi, vậy cũng hay rồi. Người ta ngồi ở nhà, người ta chờ tiền Việt Kiều về xài nghỉ chơi ta, rồi giờ hỏi sao anh bỏ ra đi. Tự nghỉ chơi ta thì ta phải đi, hỏi sao sao anh bỏ ra đi. không phải anh ơi cái mình không chịu làm cái đi ra đi vô cái ngồi cũng ngồi bấm game không chơi game suốt rồi là ngồi rồi đọc AT tưởng vậy đó thứ hai thấy chán quá mình còn tiền trẻ tuổi mà sao tối ngày ngồi hết ngồi chơi game hoài cũng buồn Rồi. gia công mình gia mình sợ con mình hỏi này mẹ mẹ làm cái gì mình không có nói mình không có làm gì hết trơn không nó buồn anh không mình chia tay lẹ Trời, bây giờ Hằng coi chương trình lâu chưa? em coi cũng mấy tháng nay rồi Ấn tượng được cái anh nào trên mấy cái video đó chưa? dạ chưa anh Video luôn hả? có nhiều em thấy cũng nhiều anh lắm nhưng mà em chưa có chấm em chưa có chấm Thôi. để cho mấy anh chấm em đi Đây là một tại cái vì chấm em nhiều quá anh sợ mấy anh chịu không nổi đây là cái quyết định sáng suốt. dạ Nhiều khi tròn tròn quá, mạnh mẽ quá, nhiều khi mấy ông chịu không nổi ha, mấy ông chịu không nổi, mấy ông bỏ chạy ha, hay sao? em đâu có tròn mà em đâu có mập đâu em tròn thôi chứ em đâu có mập quá đâu Thì tròn thôi chứ đâu có mập, nãy giờ ta nói sao tròn chứ đâu có nói mập đâu. chị không nổi Thì nãy Hằng mới nói đó là sợ tròn mấy anh chịu không tròn nổi. tròn kìa mũm mĩm dễ thương mà Chết. Rồi, chương trình xin ghi nhận sự tỏ bày nãy giờ của Hằng ha. Và chân thành cảm ơn Hằng đã dành thời gian quý báu để anh em mình có cuộc trò chuyện vui vẻ ngày hôm nay. Cũng không quên cầu chúc cho Hằng sớm ngày đạt được cái ước nguyện của mình là đem nửa mảnh ghép yêu thương về với cuộc đời còn lại của mình. Rồi bây giờ Hằng có một cái ý gì gửi đến cho các anh không? Dạ không anh để mấy anh Rồi. coi mấy anh tự anh chọn
Rồi vậy bây giờ hàng chào quý vị khán giả nè, để anh em mình kết thúc chương trình nha. Dạ, cảm ơn anh Minh Hoàng nhiều. Cảm ơn cộng đồng mạng đã theo dõi. Mong cộng đồng mạng thông cảm, đừng có ném đá mình nha. Rồi. À, trước khi kết thúc video, mảnh ghép yêu thương cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. À, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.